Theo phòng điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh của cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương mới đây một số tổ chức cá nhân đã mời gọi người dân đầu tư vào robot trí tuệ nhân tạo AI thông qua những ứng dụng, website, ứng dụng như là Snowwhite, Inb.Network. Cụ thể các tổ chức cá nhân này mời gọi người dân đầu tư tiền vào hệ thống để thuê các robot AI. Các robot này được giới thiệu là có khả năng tự kiếm tiền. Theo giới thiệu, các loại robot sẽ tự thực hiện việc tiếp thị liên kết trên môi trường internet để quảng bá sản phẩm cho các nhãn hàng hay các giao dịch trên một số sàn tiền ảo, tiền điện tử. Tùy theo gói đầu tư để thuê robot AI, nhà đầu tư có thể kiếm được nhiều loại hoa hồng từ việc phát sinh trong các đơn hàng hay các giao dịch tiền ảo, bao gồm cả phần hoa hồng từ các quản đầu tư của những người sau theo phương thức đa cấp qua đó cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đánh giá mô hình hoạt động trên có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận để tránh thiệt hại về tài chính và pháp lý người dân không tham gia đầu tư và phát triển vào hệ thống này